Nếu quý vị là người tiếp xúc trong hộ gia đình hoặc là người tiếp xúc gần của người bị nhiễm bệnh và không có bất cứ triệu chứng COVID-19 nào, quý vị không cần phải tự cách ly nhưng phải làm theo các hướng dẫn của New South Wales Không đến thăm viếng những nơi có nguy cơ cao, chẳng hạn như bệnh viện và cơ sở chăm sóc người cao niên. Hãy làm việc hoặc học tập tại nhà nếu được. Quý vị cần được phép của chủ nhân hoặc của trường học nếu cần đến sở làm hoặc đến trường học. Đeo khẩu trang khi có mặt bên trong các tòa nhà nếu quý vị từ 12 tuổi trở lên. Quý vị không cần đeo khẩu trang trong chính nhà của chính mình. Tránh các cuộc tụ tập lớn hoặc đông đúc bên trong các tòa nhà với những người mà quý vị không sống chung. Nếu cần tham dự, quý vị hãy làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước khi đến. Làm theo các luật lệ trong 7 ngày kể từ lần chót mà một người trong hộ gia đình của quý vị đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính. Nếu quý vị đã có các triệu chứng hoặc khởi phát các triệu chứng, cần phải tự cách ly và xét nghiệm COVID-19, làm theo hướng dẫn của New South Wales Health nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là dương tính. Nếu kết quả xét nghiệm của quý vị là âm tính, hãy ở nhà cho đến khi quý vị không còn triệu chứng nào nữa. Viếng trang mạng www.nsw.gov.au để biết thêm chi tiết.